Chào anh em. Hôm nay anh em có tổ chức ăn mừng lễ nghỉ dài ở bên Nhật của anh Tư đầu năm, nhân dịp Việt Nam thống nhất đất nước. Nên anh em có tổ chức làm con lợn lợn rừng Nhật Bản để quay, anh em đang quay để chém. Vừa chấm chậm mà cây này vừa nó lụn vầy đấy. Chấm mạnh quá ở nhà là chấm khỏe quá. Lần này bao nhiêu cân nhỉ? Sơn mua bao nhiêu cân nhỉ anh em nhỉ? 14 cân cơ. 10, 14, không biết bao nhiêu cân. Cái 14 cân cả lòng. Cả lòng mê. Con mèo. Con màu vàng nhỉ? Màu hoang, màu hoang. Con đấy vịt hơn con này đấy. Anh định nuôi luôn. Về đấy, về đấy. Về thật đấy nhỉ. Mai này. Con mồ ăn rồi, nhưng mà nó đi lung tung rồi. Lâu rồi, trước nó, anh ngồi chỗ này nó đến nó quật người luôn đấy. Nhưng mà nó hay nhận vơ lắm. Trên ok. 14 cân cả lòng là 2 mân 2 à? 2 mân tròn. Chưa tính ship. Chưa ship, ship mất 2 sen. 2 sen rưỡi. Đúng là nhỉ? 5 triệu con này. Đục đúng không? Đúng bóng này mà. Đúng rồi, để làm gì để buộc cố định. Đục sao? Tối đục sao? Để cho người bùa chứ, trong hộp có chứ. Có ăn ba thôi chứ này đi cũng bùa. Đúng không? Đúng. Rồi cái có lốt chưa? Không. Tốt. Bắt đầu nghe mùi chảy chảy lông ấy. Đây sang Nhật ăn được cả cái đoạn có da đấy. Ừ. Rồi xì lạnh. Đây đây đây. Mùi thơm đấy. Lố lố đấy. Nó bốc khỏi cái gì ấy nhỉ? Nó thủng cái vùng ở trên thân đấy kìa. Được chưa? Mạnh bóng à? Mạnh dạn lên. Quét mạnh dạn sơn. Đúng rồi, gà nó mới đi ngủ. Rồi, bếp quét nó khắc bọt đi. Đổ vào. Đấy, quét mặt tớ lẹ gì. Anh bóng. Sơn nó quét, nó bổ sợ chổi đau. Quét nhẹ nhẹ như kiểu có sơn lại cũng ti. Quét kiểu câu giờ. Quét kiểu câu giờ ấy. Nhiều dầu ra bóng thế. Nhiều dầu. Nhiều dầu này đi. Nhiều dầu tẩy nó cho nó thơm như thơm lợn được. Ôi ham à. Làm cho anh em còn kiểu câu giờ này thì chết thật nhỉ, như làm cho công ty này chết dở. Công ty cô giờ ấy mẹ. Quen lắm, quen thành quen đấy. Giờ phải há cái này ra này. Không đến lúc nào lo vàng vàng thì bữa thì làm cứng thì đó là được. Tại nữa chị phát rồi thì cắt phát cầm kìm giật phát ra đi mà gì đâu. Chỗ này hơi bé. Sơn chẳng thế. Sơn hôm qua anh quên mất không có chi được ở sơn chủ mới lấy chổi quét chổi công ty à, to đùng này chạy công ty vậy sẽ tiền đây quay đây vậy cái bổ cần câu đây cho mọi bác xem video hay hỏi cần câu đây đây. Đây có mấy bổ cần câu anh em vứt đây chưa dùng không chưa câu được con cá nào xin được mà câu cả mất chi thật câu mất cả chi cả mùi cả cá giả các thứ. Cái con mông này. Mông này. Chết rồi, cái mông này. Quét cái mông thì cũng phải quay sang bên này. Chắc chắn đấy nhỉ. Đuôi ngắn nhờ là lợn của đuôi này. Bậm đuôi mà. Ngày mà cầm bao ông ăn chắc là. Quán ba thằng ăn ăn sao được hết. Cú màu ngơ luôn. Ba ông ăn. Ngơ luôn thế. Hai ngày. Không họ mua à. Không cái gì đó. Không họ mua à. Cái sinh mà yếc cái này VG các kiểu. Chỗ đấy chật nhiều lắm. Anh Dũng rất thích. Lau điếc. Anh Dũng là rất thích họ mồn. À, em thấy đi kia xem đúng kỹ thuật chưa rồi, em này xéo hết cái ngon rồi. Thơm đấy. Bắt đầu nghe mùi hồi mật ong lên rồi đấy. Thôi nhá. Mùi thôi. Đâu nữa. Đâu đâu tai em bôi rồi. Tí nữa có tép đâu. Chưa đến đâu. Tớ cho ăn. Bắt đầu. Bắt cả đầu rồi cho nó vàng cả đầu chứ. Nhìn cái. Nhìn có nhiệt mới đâu. Ngồi kháo cái đầu không sướng hơn ạ. Rồi thích ăn đầu ấy. Đầu nhiều thịt nhất. Đúng rồi, thịt nhường sơn hết. Đâu, anh em. Anh em thì ăn người thôi. Đầu lười óc mặt. Đầu nhường sơn, đít nhường dũng. Đấy. Vàng đẹp không? Cái này còn đít nữa đâu. Quay đi. Cái này còn đâu nữa. Đâu bận than vịt cho con vịt trong thì nữa có lợi lại. Còn kỳ kỳ cái máu hay sao nó thì có kỳ được không? Không. Kỳ khô. Khô. Rồi thì bật luôn. Như cái là lợn vằn đấy. Cho ngang đi. Đấy, để cho thằng thẳng như kia. Đừng. Đấy. Cho kiểu này. Cho ngang. Chọn đấy. Đẹp đấy.
trong này anh em có món thêm món chả rô phi nướng và rau cỏ rồng nộm với vịt luộc à, vịt luộc cũng nổi rồi phải không nhanh. Ồ, quá tuyệt vời. Chả rô phi rất là to, gấp đôi cái bàn tay. Cả này đã xuất nhập khẩu, nhập khẩu từ chắc là Thái Lan về. Nồi bếp nhanh nhanh chế biến món gì? Bây giờ lợn nó đã đẹp lên rồi, anh em nó cho lợn quẩy lúc. Khá đẹp rồi đấy nhỉ, màu mè đẹp hết rồi. Phần này em chỉ cần cái mốc nó chín thôi. Rồi, phải cho xe này hấp thấp là vừa quay vừa ấy nhỉ. Như thật luôn. Không đều lên vậy, cho mặt trên đi. Để quẹt thêm cho nó tí dầu vô chung à. Sử rửa cho đoạn kia hết đen đi. Chích mặt ong đúng không? Có như đoạn trên này nó trắng trợt. Ngang đi. Trơn rồi hay. Tuột dây. Tuột dây rồi. Được rồi, tủ kim đâu rồi? Cái dây này tuột rồi. Đây đây, đừng xoay nó tụt luôn nữa. Bỏ ra, lưng cao lên. Để tủ lấy kim buộc. Lắc mạnh quá đúng không? Tuột. Đây thành quả sau 3 tiếng, thành quả 3 tiếng của anh em đây các bác. Úi giời ơi, như trong phim luôn. Hôm nay là lễ ăn hỏi ấy. Thật, nhờ, úi giời ơi. Xả chín, tốt tay rồi. Một chân gấp. Bẻ chân ra. Sơn nhắc mõm lên. Cứng rồi, bẻ sao được. Được, gấp hết. Úi giời. Trực diện nào. Cho gấp bông hồng mà được giữ ngay hả? Bây giờ như người lớn nhỉ? Chơi đấy. Bây giờ máy chỉ nhân chụp người cho anh em thôi. Chụp bạn đấy chứ. Đợt nào mặt chặt rồi ghé vào với mặt là đấy luôn. Thế thì em để từ từ em xoay ra cho nó đúng bài. Cho cái đầu về phía này. Đấy. Ok, nó mắc cái chân. Đấy. Tự nhiên thôi. Rồi. Kịch đầu với cái đuôi. Đầu thả lông thì nó chín. Chán nhỉ. Tí lên view lông cũng ngon. Vì ghé mặt tao với đứa mình biết là bây giờ không phải bay có bên màng phải ai biết. Công Sơn đặt cái cụi ngồi của bạn ấy ta chụp cho cái ảnh để mà biết đường. Lần nha chứ mà không lần mượn đấy. Thật ra ảnh lấy ảnh trên mạng ấy chết dở nhỉ. Anh em ngồi bố trí để đưa mặt vào người ta sẽ biết là chứ mà. Chặt cái này, khoan, chiếu quả này nữa. Đấy, chiếu quả này. Lâu lắm từ ngày sinh nhật đây rồi, tính mừng mấy năm rồi mới được nhờ. Ôi trời ơi, chắc là phải vụ điều khiêng bia thôi. Xong chưa để cắt đầu. Đá phủ. Anh em ngồi vào để ăn ăn. Rộng gẹp ra để cho Sơn ngồi kìa. Em vào đây dừng cái cọ hơi gãi. Đây rồi. Bảo Trường này ra một bát. Đang ngồi đây. Ăn uống gì mấy nhỉ? Trời, anh em ngồi vào nhìn đây chụp bức ảnh cái nhỉ? Quỷ ngồi thành đây rồi. Cho anh Phú chụp tí anh đăng lên. Đức ơi, ra đây ngồi cho vui Đức. Hôm nay mời giật ngang. Nào Sơn che mặt chung thôi. Rồi, quá tuyệt vời rồi. Anh em hai ba giờ chén đây nè. Ngồi đi rồi, chụp cho. Có tuyệt vời. Thế nó mới chuẩn bài chứ lại. Lấy chỉ thật mắt rồi, còn đừng đẹp hơn. Ta chỉ mất pha rồi. Đó là chưa nổi. Thôi kệ. Được, để em chưa. Cắn bài. Bán hình con lợn chưa? Qua đồng con này lấp bán lợn chưa? Đấy, nhẹ nhàng thôi. Đây. Sống đi không ăn con lợn. Đau vậy?
đùa chứ. Để đến nguyên đây. Để vay được. Đấy, anh đổi bên. Nhấc cái chân lên kia. Để anh cho luôn vào đây, như cắt luôn đấy. Đi đâu? Đi ra ngoài kia để cắt chân cắt chiếc nữa mà. Cắt chân cắt đầu nữa mà. Tránh. Sao? Sẵn sương ăn được hết mà. Chắc vừa xem nhịp sống Tây Bắc, anh em trên kia người ta đào được 2 phân rưỡi, người ta ăn món lông dúi. Kinh luôn. Đây anh em còn tác chuyện nốt những cái công đoạn sau. Tôi một đầu bếp thôi. Úi giời. Em ra tạc đi còn anh. Cái dao này không sắc đâu. Đây có cái dao này. Nó có cái đoạn xương sống. Dao đấy thì cắt được thịt đấy thôi. Đập xương là bó tay đấy. Sạc lắm. Sạc đi. Được. Chia sang đây để một đầu bếp chế biến. Cắt 2 phân khỉu. 9 này nhá. 9 có cái quả này. Đây chỗ này chưa chín thôi. Chỗ này chắc chắn là. Cái đồ chín cho. Cái quả thì có thể là chưa nhưng mà cái đoạn đấy thì chắc chắn là chín ngay à. Ui, dao này đúng. Dao này gì? Dao này sắc hả? Dao này chín rồi nhỉ. Nhìn sắc sắc này biết. Ô kìa, ngoan cơ bạn. Quay ra xem mà xếp hết ra cái khay đi to to. Đấy, cái còn đỏ lửa đấy. Xương sống cũng càng sụn rồi, ngon. Bếp dần đi. Sao chưa đâu? Cái nào gần chín rồi. Chín rồi. Đấy, đây còn đỏ và đây còn lòng đào. Cái này cho cái bếp này luôn đi. Nhịp sống tới Bắc ăn được. Sao này ra cho vào đây giá này. Dẹp dẹp lấy để cho cái bếp vào anh em à. Bỏ cái này ra. À, cái này bỏ rau à? Bỏ rau ra đi. Thôi bỏ rau ra, nhấc rau ra luôn Sơn à. Bỏ cái này ra để thiếu ra ăn thiếu rau rồi cho bao giờ vào. Ờ. Nhấc cái bếp vào. Tôi quá nhỉ. Cái đấy là chụp ảnh thôi đúng không? Không khay vuông. Đấy. Cái để cái đầu. Đầu tư 5 triệu nhất Sơn hôm nay Sơn là công đầu lập công đầu. Đang lợn nướng lòng đào. Cái này xấu đừng quay nữa. À đây để quay lớp cái mấy này thôi nướng luôn. Cái này thái lên để nướng luôn chứ. Hay bỏ cái quả đùi lại vào hầm bếp không. Cho vào nướng cái này, bần gì. Cắt lên nướng bật luôn. Đây có con vịt, hai đĩa vịt cá đây. Sơn ơi bật lò chưa? Bật cho nó khô nước cái thạch à? Rồi, chưa thấy nước khô gì cả. Cho mình vô đũa kìa anh em. Đủ rồi chứ. Mông đấy, đít đâu. 7 thôi này nhờ. Thôi chúc mừng anh em một ngày đất nước thống nhất nhá. Dù cái nào. 1, 2, 3, 4. Có tuyệt vời. Bật gió lên nhỉ. Bật gió cho nó thoáng. Ngồi mãi cả rồi. Anh em thử xem món này thế nào. Điều khiển điều hòa có bên đấy không? Kia sau giường nhỉ. Cái này em có gì chậm à? Đợt muối đến đây anh đổ đây được không? Chúng à? Đấy hộp muối đến đây anh đổ để đây được không? Đây, nó bốc ra nó gần cái nồi đó. Cái ống thịt nướng này có phết rồi à? Có cái đúc ấy. Cái gì? Ống này chấm thịt nướng ấy. Chiều mình mua cùng với ở đây. Không, ở sau ấy. Ở sau xe anh Thạch. Sau xe rồi đi xem nướng rồi. Rồi sau xe. Để đá lại vào mình mà chậm như nhà chậm thịt phải có đấy chứ. Kéo chậm được ạ. Úp vào hợp lý. Đúng rồi, úp vào hợp lý ấy. Anh em nhận xét thế nào món thịt này? Tuyệt vời đấy. Đũa hơi quành gấp được thôi. Sơn tập chắc món nào kìa để báo anh em kìa. Đũa vòng kiêng rồi. Quá ngậy. Chấm này khỏe. Con này chấm anh còn mua con này chấm không? Chấm ngon hết. Gẳng, làm nó chấm thịt nướng mày. Không nướng cả. Bởi vì nó là cái nước tương ấy.
thịt giống như tượng của mình thì ăn sống hay ăn chấm thì nó cũng thế thôi. Mình ướp mình nấu tượng được mà sống được. Ngon, mùi bẹn đấy. Ừ. Cái nước này có một cái loại nó đặc hơn thế này chậm ngon hơn nhiều. Lượng người ta chịu ngon. Ừ. Như cũng lại tương bản của mình nhỉ. Các bạn nó hơi mùi. Tương à? Cái tương này nó làm từ vừng. Có vừng á. Điểm cái gì mà bỏ? Cái bát to kia là bỏ xương sẩu à? Xương đấy đi. Toàn thời gian bỏ. Đấy, xương sẩu đây. Cái bát đây rồi. Ngon quá nhỉ? Vừa lấy vào xong. Sao được? Hai đĩa đấy ạ? Thế chẳng mang thôi. Ô, con lợn to đấy mà. Thế thôi. Chục cân thế thôi. Chục cân ăn nhẹ nhẹ chục cân thôi chị. Chia phần mà, nãy có chia phần mà. Chọc thằng đùm sách về phòng. Thật thằng đùm sách về phòng để mà. Anh để phòng chú bát rồi, tí về ăn. Cú với miệng. Cái nào làm gì đây? Mai nấu cháo. Chẳng nấu cháo rồi. Không phải toàn dân quá nhá. Ăn sơn rộng quá này. Đấy rồi. Cái cánh này là quý đúng không? Quý đấy. Tôi thì bảo khao lên danh danh game mà. À thế à, kính quá nhờ. Nhà này đúng dân chơi phát biết ngay nhờ. Bên nhà nó có phong trào game, nó cao. Game từ mặt trận nhờ. Anh Dũng dẫn biết chơi anh biết đấy. Dạ, à cái nhờ. Anh còn coi ngày thì chưa ngày để chơi được cây rồi, lên nó coi ngày để lập ác cao phải không? Ngậy quá nhờ, ngon quá. Mở đưa em. Của này các bạn ơi. Qua trong trong cái đó. Còn nữa. Con nữa. Rồi rồi, dặm cho nó từ từ thôi. Con nhỏ mà anh em mình đang gần dài. À luộc cái nữa nhanh. Nước nữa này. Hả? Nước nữa. À nước đang bếp nữa hả? Úi giời ơi. Ngày thì ăn bằng hết, mì vầy ông hết là không vầy đâu. Nghe thử thôi đánh đúng về vậy. Cái nó chưa chín, cho nướng tiếp. Ú chà. Bật trận cho nó tẹ nữa cũng nóng ấy. Thịt nó ở đây này. Bật mỡ lên. Thịt to thế. Đúng như kiểu cho chọn hạng. Ăn là thịt không được. Ôi, cắt ra ăn như đừng cầm. Đấy, chọn đấy. Cắt thằng miếng nha, thằng nhận thằng ấy cho vào bát tí nên ăn luôn. Gầm thôi, thằng bát không biết mà gầm. Tốt cả hai nhận, này nhìn cho nó đẹp với hình. Cắt được. Ăn ngon lại hay. Lại bữa tim không phải. Cảm ơn mừng. Ngồi. Bữa này thì máy nó sang sớm lên nó gọn ngoài kia luôn đấy. Ờ. Lắm. Thế à? Đỉnh nữa cả. Nhiều lắm. Ngon không? Ừ. Đó, ngon đấy. Đã có nấp một cái đuôi mà em nấp đuôi rồi. Thôi công nó đặt về cho nó ăn đuôi được. Vậy. Ăn về nhà, ăn gì em nhà xương ăn về hết đi. Khi nào giá thì để rồi đôn lên. Có một cái đuôi ăn cả xương ấy chứ để nhà xương ấy còn gì đuôi à? Vịt nó béo nhỉ. Luộc nó ra hết mỡ rồi ngon. Ngon đấy, món này giống thịt chó nhỉ. Dưa muối cho em. Vừa rồi nên thôi. Ngon. Cốc nào bên kia đâu. Thế gì. Tụ bật thế, anh em vui nhấp nhấp nha, bắt độ tần đó mà. Tụ anh em long rong nhỉ. Từ cái dạo kia, dạo kia còn uống bia mà dạo này không uống hớp nào luôn à? Uống lâu rồi. Không biết a cay rồi. Uống hết. Ngon quá nhỉ? Em đi đang nóng ăn đi. Ăn tới tôi vậy. Trước anh có từng bàn mà nó chơi game mà sau nó lấy vợ nó đấy. Đấy, nhiều như thế này. Lấy ác cái gì? Nó vào Sài Gòn. Ngày xưa bạn em theo ấy, mấy đứa lấy vợ cùng nhau rồi. Ờ, tình thật mà. Nó vào Sài Gòn mẹ, nó hai đứa chơi với nhau. Thằng hôm nay. Mẹ chơi liên quân lấy vợ này. Chưa, hai mẹ chồng mẹ đua game sướng. Đúng rồi. Bạn xung quát ngu, à ăn đêm ngu là xung quát là đống này ấy. Nhớ thì bảo chơi liên quân quen thằng này được tháng. Thế là gặp nhau có bầu luôn, cưới luôn. Nhanh lắm rồi. Máy thì mà máy là tốt đấy. Thằng bạn của anh, thằng bạn của anh ấy mà nó vào Sài Gòn.
ăn mặn nha. Các bạn nó chơi thay game xong nó nhảy qua ăn thì mẹ ăn ngủ với nhau chờ về cưới luôn. Bớt mà lóc nha. Bây giờ nó nhanh gọn ngay. Chú. Anh đầu tư vào. Đấy, chắc to to anh em tí gặm to luôn nhé. Ôi, cái luôn. Cái này mẹ tập vào luộc trứng lên thả vào là thịt khó trứng luôn đi. Anh Tú ơi, hôi không? Lợn khâu nhục, khá hôi nhờ. Khâu này, khâu hơi sang ấy, khâu nhục không? Khâu nhục này. Xương xương to. Xương to. Xương to. Mùi lá, mùi mật. Mùi lá mật mật đi. Lợn cho luôn nhỉ. Nó cho luôn. Cái da này nó giòn hơn cái ăn hơn. Đúng rồi. Muốn giòn nó phải thịt. Da da nó non quá, nó mỏng. Giòn nên phải nướng than to hơn mà mật ong bôi tận hơn. Đặt khách quay là vậy là ngon rồi. Ta đây là vậy là ngon rồi chứ. Mày ăn thì ăn ăn cái da này giống như da thịt chó. Từng ngon rồi cứ làm nhiều tiền mai mốt về đập quán ở Việt Nam. Nó đưa ra ngay mà. Hỏi là cha biết tham chưa gì à? Ui, nhìn này, ngon thế. Nhìn mà ngậy quá. Anh phải có rượu là bát ấy, ra bia là bát mà cầm nữa là... Ui, trời. Đúng rồi, không tiền không? Ngậy quá. Có tuyệt vời. Ngon rồi, chấm cái nước chấm kia. Chấm vào. Ngậy quá nhỉ? Quỳnh vào nhá, đồng đặc. Ngậy quá. Thì chờ ăn là hết chứ. Đừng nghỉ. Anh em, anh em, anh em. Không uống bia, không uống à. Chú đừng uống uống nữa. Ăn đi. Tú từ bố ba gì đâu. Anh em mình ngồi dai dai. Nhờ. Anh ấy để chậm nhất video nhá. Anh ấy bảo là không có bia, không có coca. Anh cứ gì. Máy thả bằng chào thằng đòi. Nhạc không tương tư.